Thưa quý vị, mới đây, trong thông báo gửi báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, người đứng đầu Wagner và các thành viên của Wagner sẽ không bị truy tố nếu tuân thủ thỏa thuận. Theo đó, ông Peskov cho biết, các thành viên Wagner tham gia vào cuộc nổi dậy vũ trang ngày 24 tháng 6 sẽ không bị truy tố. Tránh đổ máu xung đột nội bộ dẫn đến hậu quả không thể định trước là mục tiêu cao nhất. Trong thông báo gửi báo giới, người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nhấn mạnh theo thỏa thuận do tổng thống belarus alexander lukashenko đề xuất và được tổng thống nga vladimir putin chấp thuận các lực lượng wagner sẽ rút về khu lều trại giã chiến của mình nhằm chấm dứt đổ máu bên cạnh đó ông prigozhin và các thành viên của wagner sẽ không bị truy tố nếu tuân thủ thỏa thuận ông peskov cũng bác bỏ khả năng vụ việc vừa qua sẽ tác động tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine người phát ngôn điện kremlin cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống Lukashenko trong vai trò trung gian giúp xử lý cuộc nổi loạn này. Cùng ngày, hãng tin TASS đưa tin mọi hạn chế trước đó được áp đặt với các tuyến đường cao tốc ở Nga đã được dỡ bỏ. Vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 24 tháng 6, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã viết trên Telegram cho hay lực lượng này đã dừng hành quân về Moscow, quay trở lại lán trại dã chiến. Trước đó, ngày 23 tháng 6, Người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin đã cáo buộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tấn công vào doanh trại hậu cần của Wagner và hứa sẽ đáp trả. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga bác bỏ các cáo buộc và gọi đây là hành động khiêu khích thông tin, trong khi đó cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã khởi xướng vụ án hình sự về việc kêu gọi nổi dậy vũ trang, đồng thời kêu gọi ông Prigozhin ngừng các hành động bất hợp pháp.